đang bơm dầu tại kho xăng dầu Vũng Rô. Trong khi đó, tại cảng Vũng Rô đang có tàu nhập hàng là các loại 2018. Xin được trân trọng giới thiệu. Sau thì cái nhang nó khô chứ. Còn nếu mà trời nhiệt độ nó cao quá, khoảng 30 độ C thì mình phơi trong. Phát triển mảng công nghệ công nghiệp, còn tập đoàn công nghệ viễn thông Viettel. Chip, cậu ta bị bệnh dị ứng chip, cậu ta phát. Dạ. Kiếm thêm vài người nữa là ổn rồi. Rồi kéo lê trên đường ray khiến hai người trên ô tô tử vong tại chỗ, hai nạn nhân bị. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra gần 11 giờ trưa nay trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xã Hưng Mỹ, Hưng. Từ VTV thì đã học sắp biên. Và tất nhiên là quý vị sẽ không tốn bất kỳ một khoản chi. Bố lực lượng bị đứng còn lại ở đây để gây bất ngờ cho bọn chúng. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu gì? Sau đấy giả vờ nhẹ nhàng vén hát. Sử dụng để nhuộm tóc cho mái tóc của mình, nhưng có một mức giá vô cùng ưu đãi. Nếu như mức giá trước kia là 990.000 đồng thì ngày hôm nay tiết kiệm ngay 200.000 đồng. Chỉ có chiến thắng, chỉ có sự tập trung. Đây có phải là nương rãi của ma sói không? Tôi liền lấy mẫu thử. You hear that, Adoko? I know how much you like to watch your football. This is all for me? Yeah. Em tưởng đâu là tháo ra lắp vào nó khó, nhưng thực sự không có đâu quý vị. Dễ lắm, mà dễ hơn nữa lại. This August on your Real Diva Tune In Tuesdays. Những bí mật. Come back. Yes, please, mother. Look at this nice, crispy. Out here. Nothing. Really? Yeah. We figured out. It was bad. Drama in the Allianz Arena. And here on the replay, you can clearly see Robin head in. That could make a big difference. Definitely a live contender today, Ashley Gentle. But I think the one. But some are frustrated he did not put more blood the kid. On day two of his visit to Ireland, he'll deliver mass to hundreds of thousands of people. I understand why I'm saying you have killed him. Killed him because Jeff Morton, my father's cousin, would sleep under them. They were afraid that he would come in the middle of the night and belt them and beat them. And the ruling Workers' Party presented it in April. And across the U.S. Capitol. No, not so much. That doesn't impress the ratings agency. Okay. Nobody's off. By taking a closer look into nature. We already got the Bowfront panel molded in the oven. Chewy's testing it. It's solid, and they're ready to start gluing it all together. Hi. So we have to be sure that the ship will be. And the wreckage of the railway carriages. Bạn hãy cùng nhìn xem nhé. Có một lớp nước đang phủ ở trên bề mặt của chiếc nệm này.
bằng nâng gồng quay lại. Khi mới hết nâng gồng quay lại. Thì thực hiện thai. Và thứ ba là cắt. Là mình có tội lớn gì vậy ai? SCTV tiết kiệm đến 50% chi phí. Lắp đặt ngay. Ai mi đây? Tình đầu chia phôi ngàn ngào. Cú nó in cái hình lên mặt con ha, chụp hình khó rửa lắm ha, vậy nha. Trời ơi, đang học. Của nó đi tìm thức ăn, thời gian còn lại nó chủ yếu nằm bất động. Cưới ai bây giờ? Không lẽ bây giờ cô bắt á, tôi bỏ con chó ngoài đường hả? Rồi mưa. Các cái quận ở trong nội thành Hà Nội thì phải đáp ứng hai cái điều kiện sau đây. Thứ nhất, còn khốn sếp nghiêm Tôn Kỳ Long tiên sinh. Đúng, tôi là Tôn Kỳ Long của tập đoàn Thế Hành. A Kỳ, có phải cậu sợ trong khoảng độ gần 1 km có 3 điểm không? Ông cao đẳng nghề công nghệ cao Đồng An, cao đẳng nghề Việt Nam Singapore. Thành phố đây, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố này được thiết kế rất đặc. À mẹ, con quên nói, mời là tối. Lúc không khí như thế này, không nghĩ rằng là quý vị đều mong muốn là một cái không khí mát lạnh đến hôm nào. Ngay bây giờ anh cũng cố gắng là suy nghĩ một cái phương pháp. Ôi trời. Dạ. Châu đi đi ạ. Everyone around me. Kể từ đã bước đi rồi. Và hai người họ đánh nhau xong. Đúng vậy. Lúc đó Sarah đang ở trên tiền tuyến. Trong chúng ta thường giấu chặt, chôn chặt ở nơi này, trong trái tim, thưa quý vị. Đứa bé mà nương nương sinh ra sau 6 tháng mang thai. Cho nên quơ tay lấy đại vài bộ quần áo. Nhưng thương không nói, chắc là không thích rồi. Alo, đã từng là một tên bạo chú. Em cũng muốn gọi xe đưa anh ấy về. Tim tròn lọc dành cho gia đình bạn. Lãng, nhưng mới quay lưng thì Minh Lãng đem tặng cho tôi. Ống từng đường nét tỉ mẩn, hài hòa, lột tả được thần sắc của từng nhân. Chàng ơi, vừa rồi chàng đi con thông tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trong dịp nghỉ. Chuyện này rồi sao? Ra bao nhiêu sản phẩm, người chơi hỏi mua hết bấy nhiêu. Một đã khá lâu từ khi chúc. Anshuman, Anshuman, đã bao nhiêu thứ, ta tưởng cô có cách chứ. Chuyện này thực sự lên đến vài chục triệu đồng. Đó là giá trị của sự sáng tạo. Hết ta đất được giả phá bom mìn, nghĩa là chỉ một phần nhỏ. Ông Yamamoto,
Ông có thấy hài lòng hay không vậy? Mình rồi cùng nhau làm nghề nông thôi. Chào khán giả của chương trình đẳng cấp phái đẹp. Công nghệ giảm. Má rồi phải không? Má. Bây giờ bà ấy cũng... Giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi cậu nên cậu nói cho tôi biết đấy. Tôi chỉ muốn có lại người của tôi thôi. Từ phủ Tam Kỳ, một giây xưng ra đời. Theo mẹ đoán thì nó giỡn cậu yêu con. Cái cây bị đau hay không? Vậy tôi tin tưởng. Để gọi mình... Cô Min kêu cha. Cảm ơn. Cái này trả lại cho tôi sao? Tôi nghĩ nếu như vậy... Actor of AHK Japan, member of the judge board. Giận sao hả? Lẽ muốn tìm người cãi nhau, muốn chửi nhau. Nơi này thừa. Thừa, môn kia thiếu. Tình trạng thừa. Có còn coi tôi là vợ hay không nữa. Làm cái gì cũng bí ẩn hết á. Trung Quốc, đơn xin nhập cảnh. Biến khỏi đây. Trong một gia đình trung lưu, số phận đưa đẩy để ba xa. Sự việc không phải xử lý như vậy. Sao? Nào tiếp đi, tôi thấy anh nhớ lại hơi chậm đấy. Hãy cố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm nông trường thành lập. Mẹ cũng đừng lo về chuyện đó. Mẹ cũng đâu có muốn lo nghĩ chuyện. Phó Nguyên Soái. Tôi cũng cẩn thận đã đẩy cậu ngã bị thương rồi phải không? Chúng ta lên. Nhưng mà lỡ có một ngày, hình như nhà con cũng có. Bị đẩy máy HC, HC chất lượng, giá trị đích thực. Vinh, Đồng Hới và Huế khá nóng vào đầu giờ chiều với mức nhiệt cao 32-33.